show. Không mà nhìn mới nhớ, dạo này là tôi thấy hai người phụ sống rất là nhiều luôn á. Trước khi bắt đầu chương trình thì đã chuẩn bị một số những cái hình ảnh khá xấu. Chúng ta bắt đầu đến từ hình ảnh đầu tiên. 1, 2, 3. Nhìn rất là kích thích. Ok. Kiếm một hình ảnh xấu Uchi thật sự anh nghĩ là không khó. Tôi đang bắt cái bắt gì đấy trời đó. Khi có đem theo một món đồ chơi rất cưng. Đây là máy phát hiện nói dối và nói chung là anh Jackie sẽ cho Emma và Uchi mỗi lần trả lời xong sẽ đặt tay lên đây. Uchi có thấy Emma dễ thương hay không? Cố. Dễ thương và mạnh mẽ. Yeah. Emma thấy body của Uchi thế nào ạ? À? Em thấy body của Uchi đâu? Đẹp. Dạ. Đẹp. Đẹp. Đây cái máy của tôi hư. Hai bạn khen nhau hơi nhiều. Anh Jackie thấy Uchi và Emma hợp hay không? Anh nghĩ là hợp. Em chơi sao cho chơi được em. Em như non bừng cùng chi vì anh đó. À em muốn ăn quá à. Em là Vinh Nam Vinh Kim và Du. Cứ tê. Oppang Gangnam Style. Ai cũng biết trời ơi. Gangnam Style. Ủa. Em mang cho nó đàng hoàng. Con gái khổ lắm, tóc dài á. Ngon không em? Ngon ạ. Anh hỏi gì thôi, ai mượn em trả lời. Anh chửi cho em. Chứ ăn không có sức đâu. I don't like your little game. Chứ sai rồi. À, sao tất cả lại có vẻ với nhau. I love you. You love me. Khúc xanh thuộc anh Chánh liền nè. We look like big family. Ủa lúc like thôi hả? Chứ mình không phải family hả? We just like. Ồ, giống biết luôn. Con trai làm thì gớm nhưng mà con gái làm thì đâu em làm thử coi coi gớm không? Rồi thôi dẹp đi em. Ok. Và hôm nay xin rất cảm ơn bạn Emma đã tham gia chương trình The UFO Show. Không biết là cái cảm chia sẻ cảm giác một chút xíu được không? Cảm thấy rất là vui ạ. Mình cũng vui. Ok, và là chúng ta sẽ lần cuối chào tạm biệt tất cả các bạn ở trên V Live nào. The UFO Show. Pew, 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 pew.